Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh học toán online Thì vui lòng ủng hộ kênh học toán online Bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Like và chia sẻ để nhận được các video mới nhất Từ kênh học toán online Các em nhớ khi đăng ký Thì các em bấm chuông Thì các em mới nhận được các thông báo Mới nhất từ kênh học toán online Khi kênh học toán online đăng video Rồi bây giờ mời các em mở sách Giáo khoa toán lớp 3 Trang 4 Bài cộng trừ các số có 3 chữ số Không nhớ Cộng trừ không nhớ Rồi đầu tiên mời các em làm bài tập số 1 tính nhẩm A nhỏ là 400 cộng với 300 Thì cách nhẩm như thế nào 400 cộng với 300 Thì các em có thể hiểu là 400 cộng với 300 Các em chỉ việc lấy 4 cộng 3 bằng 7 4 cộng 3 bằng 7 như vậy là 400 cộng 300 bằng 700. 700 các em viết bằng số là 700. Rồi, như vậy là 400 cộng với 300 bằng bằng 700. Tiếp theo là 700 trừ đi 300 bằng bao nhiêu? 400 cộng 300 bằng 700. Nếu các em lấy tổng trừ đi một trong hai số hạng thì các em sẽ được kết quả là số hạng còn lại. Tức là nếu lấy 700 mà trừ đi 300 thì chắc chắn kết quả sẽ bằng 400. Các em nhớ nha, lấy tổng trừ đi một trong hai số hạng thì các em sẽ được kết quả là số hạng còn lại. Hoặc ở đây các em cũng có thể nhắm được, các em lấy 7 trừ 3 bằng 4. 700 trừ 300 thì bằng bằng 400. Bằng 400. Các em nhậm là 7 trừ 3 bằng 4 tức là 700 mà trừ 300 bằng 400. Rồi nếu các em lấy tổng là 700, các em trừ đi 400 thì chắc chắn kết quả sẽ là số hạng còn lại, tức là bằng 300. 700 trừ 300 thì bằng 400, còn nếu lấy 700 trừ 400 thì chắc chắn là còn 300. Hoặc là các em cũng có thể nhẩm bằng cách là lấy 7 trừ 4 bằng 3, tức là 700 trừ 400 thì bằng, bằng 300. Rồi, tiếp theo mời các em sang câu B. 500 cộng với 40. 500 cộng với 40 bằng 540. 500 cộng với 40 bằng 540. Tức là chữ số ở hàng trăm là 5, chữ số ở hàng chục là 4 và chữ số ở hàng đơn vị là 0. 540, 540. Nếu lấy tổng là 540 mà trừ đi 40, trừ đi 40 thì chắc chắn kết quả sẽ là số hạng còn lại, tức là, là 500. Hoặc là các em có thể hiểu là 540 trừ đi 40 thì còn lại là 500. 540 mà trừ đi 500. Các em có thể hiểu là 540 mà trừ đi 500 thì còn lại là 40, tức là bằng 40. Hoặc là các em dựa theo phép tính đầu tiên lấy tổng trừ đi 1 trong hai số hạng thì các em sẽ được kết quả là số hạng còn lại tổng là 540 mà trừ đi 500 thì số hạng còn lại là 40 40 rồi C nhỏ 100 cộng 20 cộng 4 bằng bao nhiêu 100 cộng 20 cộng với 4 đơn vị 120 4 đơn vị chữ số hàng trăm là 1, chữ số hàng chục là 2 và chữ số hàng đơn vị là 4. Rất là dễ. Tức là bằng 124 hay là 124. 300 cộng 60 cộng 7 tương tự như là câu trên. Ta có 300 cộng 60 cộng với 7 đơn vị thì kết quả bằng 360 7 đơn vị. Chữ số hàng trăm là 3, chữ số hàng chục là 6 và chữ số hàng đơn vị là 7. Như vậy là kết quả bằng 367. Rồi 800 cộng với 10 cộng với 5. 800 cộng với 1 chục cộng với 5 đơn vị. 800 1 chục 5 đơn vị. Chữ số ở hàng trăm là 8. Chữ số hàng chục là 1. Và chữ số ở hàng đơn vị là 5. Tức là kết quả bằng 815. Rồi tiếp theo mà các em sang bài tập số 2 đặt tính đổi tính. 352 cộng với 416. Các em đặt tính theo hàng dọc. Hàng dọc. 352 là số hạng thứ nhất, cộng với 416 là số hạng thứ hai. Thì khi đặt tính các em nhớ là hàng đơn vị phải thẳng cột với hàng đơn vị, hàng chục phải thẳng cột với hàng chục và hàng trăm phải thẳng cột với hàng trăm. Và kem cộng bao giờ cũng cộng từ bên phải sang bên trái Tức là kem cộng từ hàng đơn vị trước Sau đó đến cộng hàng chục Và cuối cùng là cộng hàng trăm Hàng đơn vị là 2 cộng 6 2 cộng 6 bằng 8 Ai cũng biết Viết 8 Hàng chục là 5 cộng 1 bằng 6 Ai cũng biết Kem viết 6 Rồi 3 cộng 4 bằng 7 Ai cũng biết Kem viết 7 như vậy kết quả bằng 768. 768. 732 trừ đi 511. 732 viết ở trên, trừ đi 511 viết ở dưới. Và các chữ số trong cùng một hàng của số bị trừ và số trừ em nhớ là phải thẳng cột với nhau. Hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục và hàng trăm thẳng hàng trăm. Và các em cũng nhớ là tương tự như phép cộng thì bao giờ các em cũng thực hiện phép tính theo thứ tự là từ bên phải sang bên trái. Đầu tiên các em trừ các chữ số ở hàng đơn vị trước, sau đó trừ các chữ số ở hàng chục và cuối cùng mới trừ các chữ số ở hàng hàng trăm. Ở hàng đơn vị là các em lấy 2-1 bằng 1, 2-1 bằng 1 ai cũng biết, 3-1 bằng 2 ai cũng biết, 7-5 bằng 2 ai cũng biết. Như vậy kết quả ở đây bằng 221 Rồi 221 không phải ai cũng biết đâu Cái này các em phải thực hiện phép tính các em mới biết được Rồi tiếp theo Là 418 Cộng với 201 Các em nhớ đặt tính sao cho đúng Các em cộng hàng đơn vị trước 8 cộng 1 bằng 9 Viết 9 1 cộng 0 bằng 1, viết 1. 4 cộng 2 bằng 6, viết 6. Như vậy kết quả bằng 619. 395 trừ đi 44. Cái này là các em phải lưu ý này. Số bị trừ có 3 chữ số, nhưng số trừ chỉ có 2 chữ số. Cho nên các em phải đặt tính cho đúng. Các em không được đặt chữ số hàng đơn vị nó lệch sang chữ số hàng chục là sai. Các em nhớ là 44 thì chữ số hàng đơn vị là 4 thì các em phải đặt thẳng cột với chữ số hàng đơn vị của số 395 là 5. 5 và 4 phải thẳng cột với nhau. Chữ số ở hàng chục của số 44 là 4. Như vậy chữ số này các em phải đặt thẳng cột với chữ số hàng chục của số 395 đó là 9. Rồi bây giờ các em trừ từ bên phải sang bên trái. Đầu tiên các em nhớ là trừ hàng đơn vị trước. Thì ở hàng đơn vị là 5 trừ 4 bằng 1 Cái này ai cũng biết này 9 trừ 4 bằng 5 Cái này ai cũng biết này 3 không trừ 3 không trừ thì các em hạ xuống thôi Kết quả bằng 351 Và các em lưu ý là đặt phép tính như thế này là sai này Đấy Đặt phép tính như thế này là sai Các em đặt lệch sang Bên trái một cột như thế này là sai Rồi, bây giờ mời các em sang bài tập số 3. Bài tập số 3 có nội dung như sau. Khối lớp 1 có 245 học sinh. Khối lớp 2 có ít hơn khối lớp 1 là 32 học sinh. Hỏi khối lớp 2 có bao nhiêu học sinh? Ít hơn thì các em làm phép tính gì? Ít hơn thì làm phép tính trừ, nhiều hơn thì làm phép tính cộng. Ở đây khối lớp 2 ít hơn thì các em làm phép tính tính trừ. Muốn tính khối lớp 2 các em làm phép tính trừ. Đầu tiên chúng ta tóm tắt nội dung bài toán khối lớp 1 có bao nhiêu? Có 245 học sinh này. Các em viết một, các em vẽ một đoạn thẳng này. Biểu thị cho số học sinh của khối lớp 1 này. Cả cái đoạn thẳng này có giá trị tương ứng là 245 học sinh này. Rồi khối lớp 2 ít hơn, ít hơn khối lớp 1. Ít hơn thì nó sẽ bằng bằng khối lớp 1 trừ đi một cái phần nào đấy. Trừ đi cái phần này trừ đi cái phần ít hơn này. Nó bằng khối lớp 1 trừ đi cái phần ít hơn này thì nó ra ra khối lớp 2. Và cụ thể là ít hơn bao nhiêu? Ít hơn 32 học sinh. Như vậy theo sơ đồ tóm tắt này thì số học sinh của khối lớp 2 sẽ bằng số học sinh của khối lớp 1 trừ đi cái phần ít hơn này, tức là trừ đi 32. Thì các em sẽ tính được số học sinh của của khối lớp 2. Cụ thể là muốn tính số học sinh của khối lớp 2 thì các em sẽ lấy số học sinh của khối lớp 1 này, cả cái đoạn thẳng dài này trừ đi cái đoạn thẳng màu đỏ này. Thì các em tìm được số học sinh của khối lớp 2. Và cái đoạn thẳng màu đỏ này chính là cái phần ít hơn. Cụ thể là ít hơn 32 học sinh. Như vậy là chúng ta có lời giải chi tiết của bài toán này như sau. Số học sinh của khối lớp 2 là lấy số học sinh của khối lớp 1 là 245 trừ đi cái phần ít hơn này trừ đi 32 các em đặt tính và thực hiện phép tính ra giấy nháp các em nhớ là đặt ra giấy nháp nha không phải đặt trong vở đâu ở đây thầy giáo viết như thế này tí thầy giáo xóa được và các em nhớ đặt tính cho nó đúng này hàng đơn vị là 2 phải thẳng cột với hàng đơn vị là 5 này hàng chục là 3 phải thẳng cột với hàng chục là 4 này và các em trừ từ bên phải sang bên trái này 5 trừ 2 bằng 3 này 4 trừ 3 bằng 1 này 2 không trừ thì hạ xuống này như vậy bằng 213 này 213 học sinh này Và ở đây các em có đáp số là 213 học sinh Và bây giờ mời các em sang bài tập số 4 Giá tiền một phong bì là 200 đồng Giá tiền một tem thư nhiều hơn giá tiền một phong bì là 600 đồng Nhiều hơn nhá Các em nhớ ít hơn thì làm phép tính gì? Tính trừ còn nhiều hơn các em làm phép tính cộng nhé Giá tiền một tem thư nhiều hơn giá tiền một phong bì là 600 đồng. Hỏi giá tiền một tem thư là bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu đồng? Giá tiền một tem thư nhiều hơn giá tiền một phong bì là 600 đồng. Nhiều hơn. Ở đây ta có, ta sẽ tóm tắt bài toán trước. Phong bì là 200 đồng. Một phong bì là 200 đồng. Một tem thư nó nhiều hơn một phong bì là 600 đồng thì muốn vẽ đoạn thẳng dài hơn thì trước hết là các em phải vẽ một đoạn thẳng bằng đoạn thẳng của phong bì đã, bằng đoạn thẳng của phong bì đã, sau đó vẽ đoạn thẳng dài hơn. Thì cái phần dài hơn này chính là cái phần nhiều hơn này. Nhiều hơn là 600 đồng. Thì cái phần nhiều hơn này chính là 600 đồng. Bài toán yêu cầu các em tính giá tiền khi mua một tem thư. Tức là các em tính giá trị của cả cái đoạn thẳng dài này. Thì theo sơ đồ tóm tắt, giá trị của cả cái đoạn thẳng dài này nó bằng giá trị của đoạn thẳng ngắn này. Tức là bằng giá trị của đoạn thẳng phong bì này và và cộng thêm giá trị của đoạn thẳng nhiều hơn này. Giá trị của đoạn thẳng nhiều hơn này là 600 đồng. Rồi. Như vậy là muốn tính giá tiền một tem thư do tem thư nhiều hơn phong bì là 600 đồng. Như vậy các em sẽ lấy giá tiền một phong bì là 200 đồng cộng thêm phần nhiều hơn cộng thêm phần nhiều hơn tức là cộng thêm 600 đồng. Như vậy chúng ta có lời giải chi tiết của bài này như sau. Giá tiền một tem thư là Giá tiền một tem thư là bao nhiêu? Nhiều hơn giá tiền một phong bì là 600 đồng, tức là nó bằng giá tiền của một phong bì này cộng thêm 600 nữa, lấy 200 cộng 600 thì các em có thể nhẩm được 2 cộng 6 bằng 8, 200 cộng 600 các em lấy 2 cộng 6 bằng 8, tức là bằng 800. 800 đồng. Như vậy các em có đáp số là 800 đồng. Rồi bây giờ mà các em sang bài tập số 5, với 3 số và các dấu, em hãy lập các phép tính đúng. 315, 40, 355. Ở đây chúng ta có các dấu là cộng, trừ, bằng. Cộng, trừ, bằng thì các em có thể dùng ba số này chúng ta thực hiện phép cộng trước thì các em nhận thấy là là sao 315 cộng với 40 315 cộng với 40 thì chúng ta được kết quả bằng 5 cộng 0 bằng 5 1 cộng 4 bằng 5 3 không cộng hạ xuống tức là kết quả bằng 355 như vậy là các em sẽ lấy 315 cộng 40 bằng 355 chúng ta được phép tính thứ nhất. Rồi, nếu các em đổi vị trí của hai số hạng này cho nhau thì tổng của nó vẫn không thay đổi. Tức là các em lấy 40 cộng với 315 thì kết quả của nó vẫn không thay đổi là bằng 355. Rồi bây giờ nếu các em lấy tổng là 355, lấy tổng trừ đi một trong hai số hạng thì kết quả sẽ là số hạng còn lại. Tức là các em lấy 355 này trừ đi 40 thì kết quả sẽ bằng 315. Còn nếu lấy 355 mà trừ đi 315 thì kết quả nó sẽ bằng 40. 355 trừ đi 315 bằng 40. Các em ở đây các em chỉ cần ghi nhớ là nếu lấy tổng trừ đi một trong hai số hạng thì các em sẽ được kết quả là số hạng còn lại. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông like và chia sẻ để nhận được các video mới nhất từ kênh học toán online rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo